Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ năm nha quý vị, 17 tây tháng 11 năm 2022 ha quý vị ha. Cái combo hôm nay là combo đầu tiên là 127 nha. 10 cái mai chiếu thủy ha. 250 bao quý ship toàn quốc. Mà hôm nay nó còn mấy cái cây này cụ lại là tôi tặng luôn nha, 11 cây này nữa nha quý vị. Là tổng cộng là tới hai trên 20 cây luôn ha. 10 cây này là bán chính thức nè. Đó. Còn cái này là tặng nha quý vị, giống như là nó cù cặn rồi đó, tặng luôn á quý vị, về chăm sóc nha, tại tôi bỏ bê thôi nha, chứ nó ra hoa suốt luôn nha quý vị. Đó, bỏ bê không có chăm sóc, cái này nó đang rụng lá nó ra bông nữa nè. Đó, về cái túi phân rồi vô phân rồi lại chăm nha quý vị. Cái này là 10 11 cây này tặng nha quý vị, không có lấy tiền nha. Rồi đây nè, số 1 nè. Combo này là combo cuối cùng luôn nha quý vị, không còn cái loại thứ này nữa nha. Chỉ còn có vài cây nó nằm trên cái chậu thôi à. Chừng 5-7 cây gì nằm trên chậu thôi. Còn bao nhiêu là coi như hết luôn rồi ha quý vị ha. Cây này lùn đẹp nè. Rồi vậy ha quý vị ha. Đó, 10 cây. Đó. Tặng luôn 11 cây này là 250 nha. Về vô đây nè. Chị thấy cây này hổng ra, tôi cho quý vị coi không, nó nở bông là cái chừng 10 ngày nay rồi đó nha, từ lúc mà nó búp búp tới nay là 10 ngày luôn rồi đó. Đó, nó chỗ tới nay luôn nè, trắng khiếu luôn nè. Cây này to đùng mà vô chậu có chút xíu luôn nha quý vị, rễ nó cũng không có ăn ra ngoài nổi, cái lỗ nó nhỏ xíu à, cho nên nó cứ ăn lòng vòng lòng vòng ở trong này không à. Nhờ tôi tưới phân nước vô gạo cây này thường xuyên luôn nha quý vị, nó ra bông nè, nó đủ dinh dưỡng ha, ra kính bông luôn. Về quý vị cũng vậy đó, kiếm cái chậu nào hợp hợp với nó vô cho nước nó thoát cho nó tốt đi ha, vậy chứ nó mau phát triển nha. Cây này cũng đang nhú bông nè. Rồi cái nước vô gạo hàng ngày đó, nấu cơm nó lấy nước vô gạo cái túi hoài đi, ra bông lai ra hoài vậy nha quý vị ha. Rồi xuống luôn nha quý vị.